Tôm đi ra vườn nhà bà ngoại đấy. Tôm đi lấy gì đây? Cái gì kia vợ? Đâu? Kia. Kia quả kia? Đó. Quả cà chua. Quả chín chín. Đâu quả nào chín? Quả cà chua lại bị hỏng rồi. Bà bỏ rồi. Đây thôi. Hai quả, à ba quả chín đây. À 4 quả chín, à 5 quả chín đây này. 1, 2, 3, 4, 5, nhiều. Quá nhiều. Rất nhiều quả chín, rất nhiều quả xanh. Đây là cây ổi cho bà ngoại này. Đây, đâu, đâu? Đây, cái ổi đây. Mẹ vừa hết ổi rồi. Hết ổi mất rồi. Tết rồi nó lại có nhịp đầy họ ổi à. Nó đang ra hoa. Yeah, bắt đầu chiu chiu. À, bà ơi. Đấy. Chắc quả cà chua lại lại có nước nhỉ hả bà? Ừ. Quả cam cũng có nước này. Ừ, quả cà chua cũng như quả cam, phải có nước chứ, có nước thì mới ăn được chứ. Quả nước xanh với quả nước tím có nước như thế. Ừ, đúng rồi. Mình xem bà cấy chưa. Wow, bạn Tôm ơi, nhà bà nhiều rau mùi lắm. Nhiều rau chưa, bà trồng quá nhiều rau luôn. Tại vì bà mua nhiều rau thì mới trồng được nhiều chứ. Ừ. Đây là rau gì? Rau mùi. Rau này là rau gì? Rau mùi. Rau bên này là rau cải cúc. Rau cải cúc. Tôi biết rau gì đây không? Tôi biết rau gì đây không? Biết. Rau gì? Rau súp lơ. Rau xà lách. Xà lách. Quên đó hả? Rau xà lách. Thế củ này là củ gì? Củ dưa hào. Đúng rồi, củ dưa hào đang lớn. Chúng ngã nha. Ngã xuống đây từ lúc bé nha. Ở bé lắm. Củ chua hào này bé chưa ăn được. Đúng rồi. Bé chưa ăn được. Đúng rồi. Con chuẩn. Đúng. Củ chua hào ở dưới. Ở trên là súp lơ. Dưới chua hào. Không có súp lơ luôn ạ. Không súp lơ đâu. Đây là toàn là chua hào. Dưới này là cây cải cúc. Cúc của chồng. Cái cúc bà trồng sen ở giữa. Đây là bà đang trồng cỏ. Đây là bà đang trồng cái rau gì? Rau gì đây? Bà đang trồng rau gì? Bố cũng không biết. Con biết. Chưa trồng. Đây là đồng ruộng này, đồng ruộng bên nhà bà ngoại này. Họ bà ơi. Bà con đã cấy rồi này. Hả? Nhà mình cấy rồi. Bố ơi, nhà mình cấy rồi. Ừ. Bố ơi. Bà ngoại không trồng lúa, nhà bà ngoại trồng rau thôi. Bố ơi. Ơi. Tại vì rau ăn ngon, nhà bà ngoại sẽ trồng rau phải không ạ? Tại vì rau ăn ngon, bạn Tôm bảo là thích ăn rau lắm. Lúc bé bạn Tôm nghiện rau lắm. Ê. Bố ơi. Ơi. Bố. Lúc bé con sang nhà bà ngoại, con đi ra ruộng, sao nó không nhìn đường ấy, xong lại mượn xuống ruộng luôn. Thế chứ. Bạn Tôm, lúc bé bạn Tôm bị ngã. Bạn Tôm vừa kể. Có khác không?
Đúng. Hả? Bạn Tôm có khóc không? Không. Và bạn Tôm giỏi chưa? Nào bạn Tôm đi vào là. Tôm đi thăm vườn rồi bà ngoại.